cái người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú Đại Bi á, thì cái hoặc tức là tham sân si mạn nghi á, nó tiêu từ từ. Hồi trước giờ mình không có nghĩ là mình còn tham sân si, phải không? Mình nghĩ mình không có tham sân si, phải không? Mình nghĩ sai rồi. Phải chứng qua là hắn nó mới tiêu, bản thân chúng tôi cũng chưa có hết. Nhưng mà mình làm mỏng nhẹ, mình khống chế được nó là do cái gì? Mình do mình niệm Phật, niệm Quan Âm, coi sách thánh hiền, mình tu tập, thì tự nhiên cái lòng tham đó nó bị đè nén xuống, nó bị khống chế. Rồi cái lòng từ bi, thương người, thương vật, không muốn ăn thịt chúng sanh nữa, rồi muốn giúp người nghèo, cái tự nhiên nó phát triển lên, là bắt đầu mình sẽ làm phước được, rồi cái phước nó tới. Trên cái gốc vẫn là mình phải có tu tập, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, hay lắm nha. Mỗi lần sáng mà mình niệm Phật, mình lễ Phật rồi, có Phật theo gia hộ cho mình, gia trì cho mình, cái ngày hôm đó mình an vui, mình làm cái gì cũng tốt lắm. Cái chuyện mình tu hành nó có những cái kết quả mình nhìn mình thấy hay lắm. Có nhiều người người ta không biết, người ta kêu tụng rồi quỷ ma nó tới nó phá nhà, không phải, nó bậy, không phải, không đúng. Cho nên thành ra cái bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, rồi kinh Địa Tạng, rồi kinh Kim Cang, cái kinh của Phật có cái sức để chuyển nghiệp, nó chuyển không những cái nghiệp của mình mà nó chuyển gia đình của mình, rồi nó chuyển thêm những vị oan gia trái chủ trong gia đình mình đó, nó chuyển hết.